Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức GSP. Hôm nay thầy đồng hành các em để sửa bài tập cho các em lớp 8. Đây là kênh học miễn phí giúp các em học giỏi môn toán từ lớp 6 đến lớp 12. Bây giờ chúng ta vào sửa bài tập. Bài tập 42, tìm số tự nhiên có hai chữ số. Biết rằng nếu viết thêm một chữ số 2 vào bên trái và một chữ số 2 vào bên phải số đó thì ta được một số lớn gấp 153 lần số ban đầu. Như vậy là tìm số tự nhiên có hai chữ số thì chúng ta ký hiệu cái số tự nhiên có hai chữ số như sau. Thầy gọi ẩn là số tự nhiên AB có hai chữ số được ký hiệu bằng AB gạch ngang trên đầu. Trong đó A là chữ số hàng chục, B là chữ số hàng đơn vị. A thuộc tập hợp các số 1, 2, chấm 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 cho đến số 9. A phải khác 0. Và B thì thuộc tập hợp từ số 0 cho đến số 9. Đó chính là điều kiện của AB. Bây giờ số mới là chúng ta viết vào bên trái của chữ số ban đầu này một chữ số 2 và bên phải của chữ số ban đầu này một số 2 thì ta viết như sau. AB 2 2 gạch ngang lên đầu. Số 2 này là chữ số hàng nghìn, A là chữ số hàng trăm, B là chữ số hàng chục, số 2 này là chữ số hàng đơn vị. Khi đó, theo yêu cầu bài toán, thì cái số mới này nó lớn gấp số ban đầu là 153 lần. Vậy số mới này bằng số ban đầu nhân với 153. Như vậy thì ta có phương trình như sau. 2AB2 gạch ngang trên đầu sẽ bằng 153 nhân với số AB gạch ngang trên đầu. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ có lời giải như sau. Bây giờ thầy vào trình bày lời giải. Gọi số ban đầu là AB. Với A khác 0 và A thuộc tập hợp các số từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Viết như vậy. Và B thuộc tập hợp các số từ 0 đến 9. Như vậy là chúng ta có điều kiện của hai số AB. Bây giờ chúng ta lập số mới. Thêm 2 vào bên trái AB và thêm 2 vào bên phải AB thì ta được số mới như sau. Đó là 2AB2 gạch ngang trên đầu. Theo bài toán thì số mới gấp 153 lần số ban đầu. Khi đó ta có phương trình. Theo bài toán
số mới lớn gấp 153 lần số AB, nên ta có phương trình hai AB hai bằng 153 nhân với AB. Bây giờ ấn AB, cho nên chúng ta viết như sau. Hai này là chữ số hàng nghìn, do đó tương đương với 2 nhân với 1.000. Thầy viết AB, AB nhân với 10 cộng với số đơn vị là số 2 bằng 153 AB. Như vậy là ẩn là AB, thì chúng ta viết là AB này chúng ta quan niệm là số chục, cho nên thầy chỉ nhân với 10 thôi, tương đương với 2.000. Cộng với 10 AB, 10 nhân với AB cộng với 2 bằng 153 nhân với AB. Bây giờ thầy chuyển 10 nhân với AB này chuyển sang về phải và đổi dấu, sau đó thầy đảo vế, thì thầy được là 153 nhân với AB gạch ngang lên đầu trừ cho 10 nhân với AB gạch ngang sẽ bằng 2002. Đến đây chúng ta được là 153 AB gạch ngang lên đầu trừ 10 AB gạch ngang lên đầu thì nó sẽ được là 143 AB gạch ngang. Sẽ bằng 2002. Vậy từ đây tương đương với AB sẽ bằng 2002 chia cho 143 thì kém được kết quả tương đương với AB chính là số 14. Như vậy là thỏa yêu cầu bài toán AB là số 14. Vậy chúng ta viết lại đáp số. Số tự nhiên cần tìm là số 14. Như vậy chúng ta kết thúc đề giải. Như vậy qua bài tập 42, luyện tập cho các em tìm một số tự nhiên có hai chữ số, tuy nhiên ẩn của nó là viết ký hiệu hai chữ số AB gạch ngang trên đầu. Và trong quá trình đi tính, tức là biểu diễn những số này ở trong một cái phương trình, thì các em cần để ý chữ số trăm và chữ số hàng trăm là khác nhau để chúng ta viết trong hệ thập phân cho đúng. Như vậy bài học kết thúc, thầy mong các em bấm nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những bài giảng sớm nhất của thầy. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài học này. Chào tạm biệt các em.